Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nước trời là một mầu nhiệm. Con người chỉ có thể biết nhờ được Chúa mặc khải cho. Khi giảng dạy về mầu nhiệm nước trời, Chúa Giêsu đã cẩn thận diễn tả mầu nhiệm ấy bằng các dụ ngôn. Chúa nhật 16 thường nên năm A hôm nay, Chúa kể ba dụ ngôn, cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh mắt theo. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dù ngôn khác cùng dân chúng rằng, Nếu trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cổ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đề tớ chủ nhà đến nói với ông rằng, Thưa ông, thấy ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp, người thù của ta đã làm như thế. Đề tớ nói với chủ, nếu ông bằng lòng chúng tôi xin đi nhổ cỏ chủ nhà đáp không được Kẻo khi nhổ cỏ lùng các anh lại nhổ luôn cả lúa trăng hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt các anh hãy nhổ cỏ lùng trước rồi bó lại từng bó mà đốt đi sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta Người lại nói với họ một dụ ngôn khác mà rằng Nếu trời giống như hạt cải Người kia gieo trong ruộng mình Hạt nó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống Nhưng khi mọc lên Thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ Rồi thành cây Đến nỗi xiêm trời Đến đương nó nơi ngành nó Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng Nước trời giống như men, người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng rủ ngôn mà phán những lời ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng rủ ngôn. Để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng, ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn. Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân súng, người trở về nhà, các môn đề đến gặp người và thưa rằng, xin Thầy giải thích rủ ngôn cổ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp rằng, Người đáp rằng, Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cổ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thờ gạch là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả xuống vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Bây giờ kẻ lành sẽ sáng sói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi giải thích rủ ngôn người gieo giống cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã cho biết số phận các hạt lúa gieo bên vệ đường, trên đá sỏi và giữa bụi gai. Bản chất hạt lúa giống là tốt và tràn đầy sức sống nhưng hạt thì bị quỷ giữ cướp mất hạt thì không trụ nổi trước những gian nan ngược đãi hạt thì bị vinh hoa phú quý bóp nghẹt chỉ có hạt rơi vào đất tốt mới sinh hoa trái gấp trăm sáu chục hoặc ba mươi với dụ ngôn cỏ lùng chúa giê xu cho thấy hạt lúa tốt lành ngay cả khi được gieo vào đất tốt vẫn luôn bị kẻ thù tìm cách phá hoại. Chúng có mưu đồ và kế hoạch phá hoại rất tinh vi. Không chỉ gian manh cướp đi từng hạt giống riêng lẻ, mà còn hồng tiêu hủy cả cánh đồng đang hứa hẹn mùa màng tươi tốt. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Kẻ thù gieo cỏ lùng vào mảnh đất tốt, khiến mảnh đất tốt vô tình chỉ phục vụ cho sự phát triển vô ích của cỏ lùng. Tình trạng cỏ lùng lúc đầu non xanh như lúa, thoáng nhìn xem ra cũng rất thích mắt. Nhưng nó ngày càng mọc nhanh, lan mạnh, nhiều hơn mức bình thường vì có bàn tay kẻ thù hỗ trợ, khiến cây lúa bị o ép, lấn áp, trông rất xót xa. Các đệ tớ thắc mắc và nóng lòng đến xin chủ nhà sai đi nhổ cỏ lùng. Đinh chủ nhà đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt cỏ lùng không bị nhổ bỏ ngay còn cây lúa thì ngày ngày phải chống trọi với nhiều áp lực mưu mô của quân thủ đồng lúa đã tràn lan cỏ lùng phải chờ đến mùa gặt chủ mới tách biệt giống loài thân phần của hạt lúa được giao vào đất tốt giờ đây phải vui lòng chấp nhận và kiên nhẫn sống bên cỏ lùng Quả là một thách thức nặng nề đối với thân phận cây lúa mong manh yếu mềm. Cây lúa cần sáng suốt, không được để mình bị thoái hóa hay bị khuất phục bởi cỏ lùng, nhưng phải kiên trì tự sức vươn lên cho đến mùa gặt. Tình trạng vàng thau lẫn lộn, lành dữ sáng tối tốt xấu sống chết thánh thiện tội lỗi hạnh phúc khổ đau vân vân trong giáo hội và xã hội hiện nay, đòi hỏi người môn đệ của Chúa, một đảng phải có tình bác ái khoan dung, yêu thương hết mọi người, quảng đại chấp nhận nhau như bản chất cây lúa tốt, nhẫn nại sống bên cỏ lục. Nhưng đàn khác phải mạnh mẽ tìm cách giới hạn và đẩy lui sự ác, nỗ lực canh tân bộ mặt trái đất, tích cực thánh hóa ngôi nhà chung, tin mừng hóa môi trường chung sống và làm cho sự thiện ngày càng thắng thế để Đức Chúa sớm hiển trị. Đức Thánh Cha Pasico đã viết trong thông điệp Bratoli Tutti số 95 Tình yêu thúc đẩy chúng ta tiến tới sự hiệp thông phổ quát. Không ai có thể trưởng thành hoặc tìm thấy sự viên mãn bằng cách tự cô lập mình từ bản chất tình yêu đòi hỏi một tính cởi mở ngày càng một tăng tiến một khả năng lớn hơn đón nhận người khác trong cuộc phiêu lưu liên tục một cuộc phiêu lưu hướng mọi vùng ngoại vi tới một cảm thức thực sự thuộc về nhau đức giê xu nói với chúng ta tất cả anh em đều là anh em với nhau Trách nhiệm trên đây quả là một thách thức vượt quá sức tự nhiên của con người. Nhưng qua dụ ngôn hạt cải, Chúa cho biết sức mạnh phát triển nội tại của nước Chúa. Hạt cải nhỏ bé này nảy nở thành cây rau to lớn, không thể cân đo bằng các phương tiện phạm trần, nhưng bằng tầm ảnh hưởng rộng lớn đến độ xiêm trời muôn quân đến nương nó trên cảnh cây rau đó hạt cải nhỏ bé đó là chính Chúa Giêsu, một hài nhi mới sinh để đặt nằm trong máng cỏ, sống nghèo khó ẩn giật tại làng quê Nazareth, chẳng mấy ai biết đến. Chết cách cô đơn từ nhục trên thập giá, rồi được mai táng trong ngôi mộ mượn của ông Du Xe Arimate. Chúa Giêsu là hạt nhỏ bé được Thiên Chúa gieo vào ruộng hạt giống nhỏ bé này sẽ thành cây tỏa bóng mát tình thương cứu độ bao phủ cả địa cầu. Chúa cũng dùng dụ ngôn men trong bột để nói về sức biến đổi của nước trời. Một nắm men có thể làm cho ba thúng bột dậy men. Nước trời khởi đầu nhỏ bé với Chúa Giêsu, đi sẽ biến đổi cả thế giới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nước trời quả là một mầu nhiệm vượt xa điều trí khôn con người có thể hiểu được. Giáo hội là hình ảnh nước trời. Giáo hội cũng là một mầu nhiệm, một thực tại thần nhân. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội để tiếp tục yêu thương hết mọi người. Ngài nhẫn nại chờ đợi con người cải thiện đời sống Ngài nhập thể và nhập thế, tìm kiếm các tuổi nhân. Ngài nhấn nại chịu đựng, tha thứ không giới hạn. Thánh Lô thường đồng nhất giáo hội với Chúa Kitô, khi gọi giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Vì thế giáo hội cốt yếu là bổ nhiệm hiệp thông. Mỗi người tham dự vào bổ nhiệm hiệp thông trong giáo hội vừa theo chiều dọc vừa theo chiều ngang, hiệp thông với ba ngôi thiên chúa và hiệp thông giữa các tín hữu với nhau trong thân mình Chúa Kitô. Sống hiệp thông bao hàm một tương quan sâu sắc trong hiểu biết và yêu thương. Giáo hội hoạt động theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, nên mặc dù những yếu đuối lỗi lầm, những mâu thuẫn xáo trộn chống đối hay xung đột có thể xảy ra giữa các phần tử của mình. Giáo hội vẫn luôn đứng vững. Vì Chính số ánh thần không ngừng hướng dẫn giáo hội thi hành sứ vụ, nhất là sứ vụ truyền giáo và cầu nguyện cho toàn thể nhân loại. Đây không phải là vấn đề biết cầu nguyện, cũng không phải vấn đề biết nói ra những điều cầu nguyện, mà là vấn đề cầu nguyện thế nào cho đúng đắn phải phép. Điều này chỉ có Thánh Thần có thể làm vì Ngài biết ý định của Thiên Chúa như Thánh Phao-lô đã xác tín. Có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả và thiên sứ đứng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý thiên sứ do đó đời sống thiêng liêng của người kia Tô hữu có phát triển như hạt cải hay mạnh mẽ như nắm men chính là nhờ ảnh hưởng ngày càng nhiều của thánh thần đứa trời được Chúa ví như người gieo hạt lúa để dư ruộng mình. Chẳng nề vất vả hy sinh, nhưng luôn hy vọng với tình mến yêu. Thế rồi vào một buổi chiều, mọi người say ngủ thả diều trong mơ. Kẻ thù lợi dụng thời cơ, đem ngay cỏ dại gieo vô ruộng vườn. Từ nay lúa cỏ cùng vươn, tranh giành quyền sống trong vườn nhân sinh. thờ vườn nóng nảy tô trình, xin chủ cho phép triệt tinh cỏ lùng. Nhưng chủ nhẫn nhịn ung dung, đợi cho đến ngày cánh chung rồi bàn. Bây giờ ở khắp trần hoàn, cỏ lùng đang mọc tràn lan thế này. Nếu vội vã nhổ cỏ ngay, e rằng là sẽ lung lay lúa lành. Vì cỏ và lúa đều xanh, e rằng lầm lẫn người lành kẻ gian. Đợi ngày thu hoạch mùa màng, sẽ nhổ cỏ trước rồi sàng lúa sau. Cỏ bị thiêu lửa cháy mau, lúa được bảo dưỡng đẹp màu vàng tươi. Chúa còn sánh ví nước trời, như hạt cải nhỏ được người đem gieo. Nắng mưa sương gió vui reo, hạt cải nảy mập lớn theo từng ngày vững mạnh như một loài cây xiêm trời đương nấu vui say an bình là thay hạt cải nhỏ sinh trở sinh hình ảnh tôn vinh nước trời chúa lại đem ví nước trời như men để trộn vào nơi bột đầy âm thầm ấp ủ đêm ngày bột say men tốt thành ngay rượu hồng tỏa lan hương vị thơm nồng tràn dâng sức sống đi dòng nước thiêng. Loại men này thật thiêng liêng, chan hòa nội lực thần thiêng nước trời. Quý thay mộ nhiệm nước trời, Chúa đem mặc khải cho người trần gian. Đoàn con xin Chúa khứng ban cho toàn trái đất hồng ân nước trời. AMEN